Nhân xin chào cô chú chị. Video này Nhân giới thiệu cho cô chú chị mình một lô đất. Nó nằm cách cái vị trí của công viên Bảy Cây Vàng Thế Giới, khu dân cư Cát Tường Vũ Sinh, xã Minh Bắc, Đức Hòa, Long An. Thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 150m nha chú chị. Mình đứng ở đây là mình thấy được công viên Bảy Cây Vàng Thế Giới nè. Thì từ đó mình vèo qua đây. Nó nằm cặp với hai căn nhà luôn nha chú chị. Lô đất của mình với cái diện tích là ngang 4m. Nó sẽ từ cái mí nhà bên đây, nó qua tới mí nhà đây là 4m nè. Sau vào là 19.26m². Cái đất của mình như hiện tại thì cô chú anh chị mình thấy ha, nó đang rất là cao ráo, là bằng phẳng. Khi mà về mình xây nhà đó thì mình sẽ trực tiếp mình xây luôn, nó không cần phải tốn thời gian san lấp hoặc tốn tiền gì hết nha chú chị, rất là sướng luôn. Và bên đây thì mình có sẵn cái ống nước nè, một cái ống nước thì nó chia ra hai nhà này, nó có sẵn ống nước đó thì mình sẽ đấu vào mình xây dựng cũng như là mình dùng sử dụng sau này luôn nha chú chị. Lô đất của mình thì sổ hồng riêng có sẵn, mua bán là sẽ công chứng và sang tên liền luôn, không cần phải chờ đợi gì hết nha. Và hiện tại thì chủ đang kêu bán cái lô đất này với cái giá là 1.200.000.000 nha chú chị. 1.2 cho tổng giá trị của cái lô đất của mình. Lô đất của mình nó được một cái vỉa hè ở phía trước là 2m, cũng như là cái lòng đường thảm nhựa là 6m hai bên vỉa hè. Tổng cộng là con đường mình 10m nha chú chị. Khu vực này thì nó sẽ có một cái dãy nhà liền kề nè. Dãy nhà liền kề nó trục căn. Qua đây là hai căn kế bên nữa. Qua đây thì những cái căn nhà mà người dân người ta mua đất tự xây, cũng như là cái căn biệt thự này và hổm này Nhân có quay rồi. Ở đây thì cái đường nó sẽ di chuyển rất là dễ. Ngay cái ngã tư này là đường trục chính TC4 nè, còn cái đường mà Nhân đang đi là đường N17. Đường trục chính TC4 là nó kéo dài sẽ hết cái dự án này mình luôn nè. Còn đây đi ra Bảy Kỳ Quan khoảng chừng 100m thôi. Nó đường TC4 là tức là đường trục chính số 4 của khu dân cư của mình, thì nó nói dài nguyên một cái con đường TC4 này, nó rơi vào tầm khoảng chừng cây số nha chú chị. Nó cắt ngang cái dự án mình luôn, cho nên là khi mà mình ở vị trí này mình xây nhà là mình ở thì mình di chuyển rất là thuận tiện, rất là dễ luôn. Ở đây thì đây nhìn thấy Bảy Cây Quan, thì cái vị trí đó là cái vị trí mà đắc địa nhất của khu của mình, cho nên là những cái vị trí đó là view ra ngoài công viên Bảy Cây Quan đó thì người ta kinh doanh mua bán rất là tốt, và cái giá trị đất của cái khu đó nó rất là cao. Nếu dù mình càng vô trong thì cái giá nó sẽ càng ít lại một chút xíu, nó giống như trong cái khu vực này. Rồi Nhân sẽ quay lại cho cô chú chị mình nhìn rõ một lần nữa cái vị trí lô đất của mình. Thì Nhân xin kết thúc video. Cô chú chị mình ưng lô đất này thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân để xuống đây mình xem thực tế lô đất cũng như là giấy tờ sổ sách, thì Nhân sẽ gửi qua Zalo để cho cô chú chị mình cùng xem trước nha. Mình thấy ok này kia thì mình chạy xuống đây, còn giá cả này kia thì sẽ gặp chính chủ, thương lượng với chính chủ nha chú chị. Rồi cảm ơn cô chú chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều video sau nhé. Còn bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ở những video tiếp theo. Thank you.